còn mười mấy viên kia cơ mà. Đấy, viên đấy còn được. Viên đấy thì nó còn chưa có thấy vỡ gầm. Và viên đấy thì chưa thấy nó bị vỡ. Đá lúc mình còn đá vào đâu nữa, thì mình lại nào. Ở đây chú phải tìm ra cái gì bí phát là nó gãy thôi, luồn mà không có chỗ luồn. Mà tha hồ rộng đập hai cột đi, tha hồ rộng rồi. Người có tiền nó tha hồ vẽ. Năm nay làm 100 tiền lợn rồi. Lại bồng làm 100 nữa rồi. 81. Tiêu tiền quyển rồi.